thân mến, đất nước đẹp vô cùng nhưng bác phải ra đi. Cho tôi làm sống dưới con tàu đưa tiễn bác. Khi bờ bãi dần lui làng xóm khuất, bốn phía nhìn không một bóng hàng tre. Đây là những dần thơ đầu trong bài thơ Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên. Những câu thơ đã trở nên gần gũi quen thuộc, ấm áp tình cảm với mọi người Việt Nam. Gợi nhớ hình ảnh người thanh niên Nguyễn Tất Thành, người đã rời xa tổ quốc thân yêu ra đi tìm đường cứu nước. Dân dấu ấn lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 1911, ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mãi mãi được khắc ghi trong các thế hệ người Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa trọng đại đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc, là tiền đề dẫn đến những thắng lợi của cách mạng Việt Nam về sau. Từ hành trình ấy, người đã để lại những bài học quý báu cho thế hệ trẻ Việt Nam học tập và noi theo. Với mục đích lan tỏa tinh thần đó, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre tổ chức buổi tọa đàm ngày hôm nay với chủ đề Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đi tìm hình của nước. Đến tham dự chương trình tọa đàm ngày hôm nay, chúng ta rất vinh dự được chào đón sự hiện diện của quý diễn giả. Xin trân trọng được giới thiệu ông Dương Phú Hưng, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bến Tre, Phó ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Bến Tre. Xin được trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Phạm Văn Luân, giảng viên chính khoa quản lý văn hóa nghệ thuật, Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Xin được cảm ơn sự đồng hành của quý diễn giả đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã lên con tàu La Touche Terrivin, rời bến cảng Già Rồng, khởi đầu một cuộc hành trình tìm đường cứu nước kéo dài suốt 30 năm. Để rồi sau đó đã mang về ánh sáng tự do cho dân tộc. Với ý chí và nghị lực phi thường, người đã vượt qua tất cả những khó khăn, gian khổ trong hành trình bôn ba qua ba đại dương, bốn châu lục và hơn 30 quốc gia và các vùng lãnh thổ, qua hàng trăm thành phố lớn nhỏ để tìm con đường cách mạng cho dân tộc Việt Nam. Giờ đây người đã đi xa, nhưng sự kiện lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 1911 mãi in đậm trong tâm trí người dân trong nước và cả bè bạn thế giới. Và thưa ông Dương Phú Hưng, mở đầu cho buổi tọa đàm ngày hôm nay thì ông có những chia sẻ gì về suy nghĩ cũng như là cảm nhận của mình khi mà nhắc đến sự kiện trọng đại lịch sử này ạ? Theo tôi nghĩ, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra đi tìm đường cứu nước là một con người vô cùng yêu nước. Ngay từ tuổi trẻ thì cũng không nghĩ gì đến cá nhân mình, mà đau đáu một cái mong muốn, cái hoài bão là tìm được con đường cứu nước, cứu dân, thoát khỏi cái ách nô lệ của thực dân và phong kiến tay sai. Bởi vì chứng kiến trước cảnh nước mất nhà tan, nhân dân lầm than đói khổ, hơn ai hết Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã sinh ra trong thời kỳ đó, thì người đã cảm nhận được cái sự khổ sở của người dân mất nước, phải chịu làm cảnh nô lệ, tù đài chết chóc, đói khát. Thì bác rất là thương dân và đau đáu cái vấn đề phải làm sao tìm được. Và như chúng ta thấy qua lịch sử thì rõ là dân tộc Việt Nam có truyền thống yêu nước với cái lịch sử là 4.000 năm dân hiến. Phong trào yêu nước của dân tộc Việt Nam không phải là không có, có. Nhưng mà các cái cuộc nổi dậy của phong trào yêu nước thì đều thất bại và dìm trong biển máu. Các cái phong trào yêu nước của các bậc sĩ phu thì đều thất bại. Vì vậy, đây là cái việc mà đã cho bác thấy được làm sao phải tìm cho được con đường cứu nước, cứu dân, nó tốt hơn, nó hiệu quả hơn. Cho nên bác ra đi tìm được cứu nước. Thì phải nói là cái sự kiện mà bác ra đi tìm được cứu nước, đây là một cái sự kiện thể hiện cái lòng yêu nước nồng nàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà hai còn gọi là Nguyễn Tất Thành, lúc đó còn rất trẻ, chỉ mới 21 tuổi đầu thôi. Và muốn ra đi tìm đường cứu nước để thực hiện cái hoài bão đã nung nấu trong người bác, thì bác phải thay tên đổi họ, rồi sẵn sàng chấp nhận dấn thân vào con đường gian khổ, có nghĩa là
làm lao động cực nhọc cũng không nề hà để ra đi tìm đường cứu nước. Thì khi xuống tàu để ra đi tìm đường cứu nước thì lại là đổi tên là Giang Ba chẳng hạn, rồi làm phụ bếp cho cái tàu. Và như mình biết qua lịch sử cũng như là thực tế, khi mà viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mình thấy là bác thì của chúng ta thì người cũng rất là nhỏ, nhưng mà làm công việc phụ bếp ở dưới một cái chiếc tàu lớn như vậy thì phải nói là cái độ vất vả thì chắc là mình biết rồi đó. Nhưng bác không nề hà, sẵn sàng là ra đi, không ngại vất vả, không ngại gian khó, dấn thân vào nguy hiểm để tìm con đường cứu nước. Thì tôi nghĩ đây là cái lòng yêu nước đã thôi thúc bác làm nên cái vấn đề đó. Và bác quyết tâm ra đi. Và bác đã đi và đã đến được với cái chân lý đó là tìm được con đường cứu nước chân chính cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Xin cảm ơn ông Dương Phú Hưng. Quý khán giả thân mến, từ giữa thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20, Việt Nam bị thực dân Pháp xâm lược, dân tộc ta bị mất độc lập chủ quyền, nhân dân ta bị áp bức, bóc lột, đọa đày. Các cuộc nổi dậy đều được thúc đẩy bởi tinh thần yêu nước nhiệt thành và ý chí căm thù giặc Pháp sôi sục. Nhưng trước sau đều bị thất bại vì chưa có một đường lối kháng chiến rõ ràng. Nhiều phong trào cứu nước do các sĩ phu và dân thân yêu nước ý. Nhiều phong trào cứu nước do các sĩ phu và dân thân theo ý thức hệ phong kiến, các phong trào Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa Thục, Đông Du dựa trên lý luận dân chủ tư sản đều bị thực dân Pháp đàn áp và dập tắt. Trong hoàn cảnh ấy, từ những khó khăn tưởng như không có lối thoát cho dân tộc Việt Nam, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tinh thần yêu nước thương dân, trước sự tác động của những nhân tố trong nước và ngoài nước, đã quyết tâm ra đi tìm đường cứu dân cứu nước. Anh tự quyết định con đường đi của mình là Tây Du mà không Đông Du. Đến tận ngọn nguồn của chủ nghĩa đế quốc Pháp, sang đất nước đang có những kẻ đến áp bức đồng bào mình để khám phá các nền văn minh. Thưa tiến sĩ Phạm Văn Luân, theo anh thì đâu là sự khác biệt và sự đột phá trong tư duy chính trị thể hiện bản lĩnh độc lập, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong hành trình tìm đường cứu nước so với các nhà cách mạng tiền bối và đương thời lúc bấy giờ ạ? Theo tôi thì như chỗ chú Phú Hưng có phát biểu là cái gốc câu chuyện Bác Hồ đi tìm đường cứu nước là từ cái tấm lòng yêu nước của bác. Nhưng có cái sự khác biệt ở Bác Hồ và tạo ra được cái bước đột phá và cho tới bây giờ đó là người Việt Nam duy nhất đã tìm ra được con đường đi của đất nước mình đó là do Bác Hồ, cái cách tiếp cận của Bác Hồ cũng từ cái lòng yêu nước đó. Nhưng mà Bác Hồ đã nhìn lại các cái vị tiền bối, những người đi trước cũng tìm đường cứu nước, cũng cứu dân nhưng mà không thành công, để bác xác định là bây giờ phải đi ra nước ngoài để tìm xem thử là những cái nước mà đến nước mình gọi là để khai phá, để đem lại dân minh trong nước mình. Thì Bác Hồ lúc đó có nói là lúc đó Bác Hồ chỉ 13 tuổi, Bác Hồ học học tiếng Pháp, thì Bác Hồ nói là để tìm xem được mấy chữ thôi, là văn minh là gì, để làm sao đó tìm cái cách họ làm như thế nào, từ đó mới xác định được cái con đường để cứu dân cứu nước. Thì bác không đi về hướng Đông, không Đông Du, bác đi về hướng Tây, bác cũng không đi trực tiếp về Pháp, nhưng bác đi một vòng buôn ba khắp 30 nước, 30 năm trời để bác tìm ra cái con đường đó. Và cái cách tiếp cận của bác là lúc đó khi Bác Hồ tìm được những cái cơ hội, những cái diễn đàn để phát biểu được cái tâm tư nguyện vọng của người dân Việt Nam thì bác tranh thủ, đặc biệt là ở cái hội nghị xây, bác đã đưa ra cái bản yêu sách 8 điểm. Thì tôi cho rằng đây là cái bước ngoặt, bác vừa tìm đường cứu nước, vừa tìm được, xác định được cái phương thức, cái cách tiếp cận để dân tộc Việt Nam của chúng ta tìm được một con đường cứu dân cứu nước, tìm được con đường đi giành lại độc lập dân tộc. Và tôi cho rằng là cái cách của bác là vừa sáng tạo ở cái quá trình, ở cái con đường đi đó, nó đi qua bao nhiêu nước để xác định, để tìm xem thử là họ làm cái gì, họ đã phát triển như thế nào, và mình tìm cách để mình giành độc lập dân tộc với họ như thế nào. Thì cái tư duy chính trị của bác ở đây là tôi cho rằng là dựa trên cái nền tảng, cái gốc vẫn là cái lòng yêu nước thương dân. Nhưng mà cái quan trọng là cái cách thực hiện, cách thể hiện lòng yêu nước thương dân đó là ở một cái quá trình, tức là phải đi ra nước ngoài và bằng chính trải nghiệm, chính cái quá trình mà gian nan đi làm
thu ở trên tàu biển, rồi là đi cào tiết ở trong các cái trường học ở bên Anh, thì đã đem lại cho bác một cái quá trình đã tiếp cận nhiều sự kiện, nhiều nhân vật, mà tôi cho rằng là có những cái sự kiện, những nhân vật mà nó đáng để chúng ta tiếp tục suy nghĩ. Thí dụ như là bác gặp là ông vua đầu bếp ở Anh, ông Edgar Fier, thì ông rất là ngạc nhiên, ông mới nói là ông nhìn là tại sao bác Hồ có cái cách làm thu, tức là bác dọn thức ăn, dọn chén, rửa chén khác với mọi người khác, tức là bác lấy những cái thức ăn thừa mà còn nguyên bác để riêng, để bác dành cho những cái người nghèo khổ. Đó, thì ông mới nói là ông dừng cái tư tưởng cách mạng đi, mà phải lo làm sao để tự giúp cho ông, thì để ông nói là làm lương cao hơn. Thì sau đó là chính ông vua đầu bếp đã đưa bác Hồ sang làm ở cái nhiệm vụ là pha chế biến bánh, chứ không có làm bưng bê rửa chén nữa. Thì tôi cho rằng là cái quan trọng nhất là cái tư duy, cái cách tiếp cận, cái phương pháp làm việc của bác Hồ. Dĩ nhiên cái phương pháp đó nó phải là một cái quá trình gian khổ, tức là bác phải chấp nhận là tự mình rất là mạo hiểm, rất là phiêu lưu để đi trên một cái hành trình cứu nước rất là đặc biệt, mà tôi cho là từ trước tới giờ ở Việt Nam và thế giới cũng chưa có được một người nào như vậy. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ rất là xúc động vừa rồi của anh qua sự đột phá trong tư duy chính trị cũng như là thể hiện bản lĩnh độc lập sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Quý khán giả thân mến, cho đến hôm nay, sau hơn một thập kỷ của sự kiện lịch sử ngày 5 tháng 6 năm 1911, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành ra đi tìm đường cứu nước, nhiều người dân trong nước và bè bạn trên thế giới vẫn đang tìm câu trả lời một cách đầy đủ nhất cho những câu hỏi. Vì sao người thanh niên Nguyễn Tất Thành một thân một mình, bầu bạn không có, chỉ với chút kiến thức học ở trường cùng hai bàn tay trắng, dám vượt đại dương đi thẳng về phía kẻ thù của chính dân tộc mình để tìm con đường cứu nước? Dạ thưa ông Dương Phú Hưng, từ những cảm nhận của riêng mình thì ông sẽ đưa ra câu trả lời như thế nào cho câu hỏi vừa nêu ạ? Chủ tịch Hồ Chí Minh khi ra đi tìm đường cứu nước thì phải nói là chỉ một thân một mình, thì xuất phát từ cái lòng yêu nước nồng nàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mà cái lòng yêu nước này được thể hiện ở bác là từ lúc còn thiếu niên, chứng kiến cái cảnh đất nước bị thực dân xâm lược, rồi phong kiến tay sai đàn áp, nhân dân đối khổ lầm than chết chóc tù đại, thì nó đã nung nấu cho cái lòng yêu nước của bác phải tìm ra con đường cứu nước cứu dân, thì nó đã nung nấu từ đó. Cho nên khi lớn lên thì cái nung nấu đó, cái hoài bão đó càng được, ngày càng được nhiều hơn, sâu đậm hơn. Và bác đã quyết định ra đi tìm đường cứu nước. Thì phải nói rằng về kiến thức, về tài sản thì rõ là bác chỉ có một thân một mình, chỉ kiến thức học ở trường, không có tài sản gì. Thì bác cũng đã xác định là dấn thân vào gian khổ để tìm con đường cứu nước, vì cái lòng thương nước thương dân thì sẵn sàng chấp nhận mọi gian khổ hy sinh, dấn thân vào đó. Cũng là khi ra đi tìm đường cứu nước thì lao động để kiếm sống để tìm tòi học hỏi con đường cứu nước cứu dân, và muốn lao động kiếm sống thì đến các nước thì phải chịu khó học hỏi về ngôn ngữ, về phong tục, về tập quán sống thì mới tồn tại được. Nhưng mà bác Hồ thì cũng đã rất là kiên trì, kiên định cái đó. Bác đã đi, phải nói là theo lịch sử ghi lại thì cũng khoảng trên 30 nước đấy. Sống, làm việc rất là nhiều nghề như thầy Lương cũng đã có nói, không ngại gian khổ và cố gắng làm cho nó đạt được cái công việc được giao, được mình mà lãnh rồi, để tạo được lòng tin, có cái kiếm được cuộc sống, để rồi tìm được con đường cứu nước, và cố gắng chịu khó học hỏi để hiểu được tiếng của các nước bắt đến. Thì bác cũng là người mà tự học, ở đây là một tấm gương rất là chịu khó ở bác, mà chúng ta thấy rằng học tập nói theo cũng rất là vất vả. Bác là người tự học, không đến trường lớp nhưng mà biết được nhiều thứ tiếng, đi cũng được nhiều nước, rồi thậm chí qua cái lao động kiếm sống để tìm tòi học hỏi con đường cứu nước thì không phải là đơn giản, mà đôi lúc là cũng phải là né tránh cái mật thám kẻ thù, phải thay tên đổi họ rất là nhiều lần ở nhiều nước để tìm ra con đường cứu nước cứu dân.
Cho nên cái sự mà anh dũng rồi gan dạ bền bỉ của bác thì nó đã thể hiện được trong cái việc làm của bác. Mà sinh thời thì Chủ tịch Hồ Chí Minh thì cũng có dạy chúng ta một câu: không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên. Và bác Hồ đã làm nên được cái việc đó, là tìm được con đường cứu nước chân chính cho đất nước của chúng ta, cho dân tộc chúng ta, qua cái sự bền bỉ, chịu khó, kiên trì, quyết tâm, quyết liệt của bác với một cái ý chí sắt đá, không ngại khó khăn gian khổ hy sinh, thì bác đã tìm đến với con đường cứu nước chân chính là chủ nghĩa Mác Lênin. Từ cái bản sơ thảo về luận cương dân tộc thuộc địa thì bác đã tìm được con đường cứu nước chân chính. Và theo sử sách ghi lại thầy Linh thì lúc đó phải nói là trời đông giá rét ở nước ngoài, nhưng mà trong lòng bác khi đọc được cái bản sơ thảo đó thì lại ấm lại, nóng lên, và một mình thì la to đồng bào con đường cứu nước đây rồi. Thì phải nói là khi mà đọc cái sự kiện đó thì chúng ta rất là xúc động, và đó là một cái thể hiện tấm lòng yêu nước nồng nàn của bác, nó bộc phát ra vậy. Và xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông Dương Phú Hưng, để cho quý khán giả có thể hiểu rõ hơn về thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng như là những khó khăn trong quá trình đi tìm đường cứu nước của người ạ. Quý khán giả thân mến, theo tư liệu lịch sử ghi nhận, trong hành trình đi tìm đường cứu nước, người thanh niên Nguyễn Tất Thành với tên gọi Giang Ba, khi đó mới tròn 21 tuổi, đã trải qua gần 20 công việc, nghề nghiệp khác nhau, những công việc của nhà nông, công nhân, thợ thuyền, trí thức, thương gia, người đều đã từng làm, với hành trang là đôi bàn tay, người đã lao động bằng tất cả sức lực, với khát vọng độc lập cho tổ quốc tôi, tự do cho đồng bào tôi. Bác Hồ đã chấp nhận mọi hy sinh, bước vào hành trình dặn dặm của cuộc đời người lao động cực khổ, nhiều sóng gió thử thách. Để chống lại những đêm mùa đông giá rét, bác dùng hơi ấm từ viên gạch để cạnh bếp lò của người chủ nhà, bọc vào tờ báo cũ đặt dưới gầm giường cho đỡ lạnh. Nhà thơ Chế Lan Viên đã xúc động diễn tả: có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bắt chống lại cả một mùa băng giá. Thưa tiến sĩ Phạm Văn Luân thân mến, có rất nhiều câu chuyện cảm động xoay quanh hành trình đi tìm đường cứu nước của bác. Thì trong số đó, câu chuyện nào anh cảm thấy tâm đắc và từ đó rút ra nhiều bài học đáng suy ngẫm nhất thưa anh? Nhưng tôi là rất là tâm đắc và nhớ mãi cái câu chuyện gì bác Hồ học ngoại ngữ ở trên tàu như thế nào. Qua tìm hiểu của tôi được biết là cái cách học của bác Hồ, trên tàu thì không có thầy, không có bàn, không có một bảng như lớp học của mình, nhưng cái cách tiếp cận của bác Hồ để gặp những cái người phu tàu đồng nghiệp của bác mà ở các cái nước khác, những người ở châu Phi, ở châu Mỹ, thì cách tiếp cận học tập của bác rất là đặc biệt. Quá trình ở trên tàu đó thì bác thường khi mà tìm được những cái thức ăn của khách mà thừa mà còn nguyên đó, thì bác để riêng ra. Đó, cái cách bác rửa chén rất là đặc biệt, là bác không có tất cả dồn vào. Đó là theo cái phương pháp làm việc ở trên tàu đó, thì là cứ là khi mà trên bàn bưng xuống là đưa vào hết một cái ngăn, thì bác bắt lại rất là tỉ mỉ, bác lọc ra cái thức ăn ngọt riêng, ví dụ như là cái chuối la xét, trái cây rồi đi, không có để dính trong là các cái thức cái dụng cụ mà có dính dầu mỡ, rồi đó là cái nào còn nguyên thì bác để chi, để khi là bác sau khi làm việc xong giờ nghỉ ngơi, bác đem thức ăn đó bác cho những cái anh bạn mà phu tàu mà người ở các cái nước châu Phi, rồi đó là quá trình mà cho thức ăn đó trao đổi đó thì bác mới tiếp cận nói chuyện với người ta, mới chỉ dạy bác là học tiếng nước tại thế nào. Nên là tới nay mà chúng ta biết là bác Hồ biết nhiều ngoại ngữ mà bác Hồ không có đi học, mà trong khi mình bây giờ mình học rất là nhiều mà mình lại không nói được như bác Hồ, là cái cách và trong đó cái cách tiếp cận đó là kiên trì, là chịu khó và có một cái lòng quyết tâm, một cái nghị lực rất là phi thường, mà chúng ta thấy là cái bài học đó về cái cách thức học tập của bác Hồ, thì tôi cho rằng đây là một trong những cái câu chuyện mà chúng ta cần đào sâu suy nghĩ tìm hiểu nó để chúng ta học tập được bác, để làm sao đó là
người Việt Nam mình sau này có thể là giao dịch nói chuyện được ít nhất là một phần của bác thôi. Thì đây là một cái câu chuyện mà tôi rất là tâm đắc và tôi luôn nghĩ rằng là chúng ta sẽ có nhiều cái bài học từ cái việc mà bác học ngoại ngữ ở Tân Tạo. Dạ, xin cảm ơn câu chuyện rất là sâu sắc vừa rồi của tiến sĩ Phạm Văn Luân đã gửi đến chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Quý khán giả thân mến, tác phẩm Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên là bản trường ca đúng nghĩa bởi chất sự thi, bởi tính khái quát, triết lý và trữ tình đan xen hòa quyện trong từng hình ảnh chi tiết nhỏ, làm nên những câu thơ đầy sức lay động. Đêm mơ nước, ngày thấy hình của nước, cây cỏ trong chim bao, xanh sắc biết quê nhà. Ăn một miếng ngon cũng đắng lòng vì tổ quốc, chẳng yên lòng khi ngắm một nhành hoa. Chất trường ca đã nằm ngay trong khế tứ của bài thơ mà tác giả đã thông tin ngay từ tiêu đề của bài thơ Người đi tìm hình của nước. Tìm hình của nước tức là tìm hình hài, dạng thức tồn tại của đất nước. Thế đi đứng của toàn dân tộc một cách vinh qua cho 25 triệu con người. Dạ thưa ông Dương Phú Hưng, theo nhận định của ông thì nhân tố gì đã làm nên dấu ấn và giá trị lịch sử của sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, đồng thời giá trị dân tộc và thời đại trong quyết định lựa chọn con đường cứu nước của người có tác động như thế nào tới tiến trình cách mạng Việt Nam ạ? Cái dấu ấn để tạo nên cái việc mà Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước thì như ban đầu tôi có nhiều cảm nhận cũng như ý kiến của chia sẻ của tiến sĩ Luân nữa, thì đó là xuất phát từ cái tấm lòng yêu nước, thương dân một cách nồng nàn sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ thở thiếu niên thì đã nung nấu cái lòng yêu nước khát khao cho cái giải phóng dân tộc độc lập cho tổ quốc. Thì cái dấu ấn mà tôi nghĩ tạo nên một cái tấm lòng yêu nước cho người thiếu niên Nguyễn Thất Thành và Bác Hồ ngày nay thì cái thứ nhất đó là truyền thống của quê hương, đất nước, gia đình. Và chúng ta biết là Bác Hồ sinh ra thì và lớn lên ở một cái gia đình có truyền thống nhà Nho, có truyền thống đất nước. Và đặc biệt là đối với cụ thân sinh là cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc, là người đã có truyền thống yêu nước. Từ quan trước cái tình hình thời cuộc của triều đình nhà Nguyễn lúc này, có nghĩa là đầu hàng giặc Pháp xâm lược, rồi tự quán, rồi bôn ba đi khắp nơi để làm hành nghề hút thuốc nam, rồi dạy học để truyền bá chủ nghĩa. Tôi nghĩ chính từ cái truyền thống đó, nhất là đối với thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nó đã hung đúc cho Chủ tịch Hồ Chí Minh có cái lòng yêu nước ngày càng sâu sắc, ngày càng nồng nàn hơn. Và đối với truyền thống của quê hương thì Nam Đàn, Nghệ An cũng là cái nơi mà có nhiều cái sĩ phu yêu nước, nhiều sĩ phu yêu nước. Thì chúng ta thấy là cái truyền thống quê hương vậy. Và gia đình, và cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc là cái người mà phải nói là đã tạo nên được cái dấu ấn cho tấm lòng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo tôi nhận định đó vậy. Bởi vì khi từ quan rồi bôn ba khắp nơi để hành nghề hút thuốc, rồi dạy học để truyền bá chủ nghĩa yêu nước, thì người đã đặt chân về mảnh đất Bến Tre thân yêu của chúng ta, chùa Tiên Linh của xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam. Thì đó là cái nơi mà cũng đã in lại cái dấu ấn của cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc đã về trong một thời gian ngắn ở đó. Thì đó là cái truyền thống của gia đình, thì tôi nghĩ đó là cái dấu ấn sâu sắc để tạo nên cái tấm lòng yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh nồng nàn. Và cái thứ hai đó, chúng tôi thấy là về cái tấm lòng yêu nước và tìm con đường cứu nước, thì cái dấu ấn ở đây như thầy Lương có chia sẻ là Bác không có tìm con đường cứu nước như các bậc tiền bối đã làm, và các cái phong trào nước ở trong nước đã nổ lên thất bại, mà Bác quyết định đi về hướng Tây, nghĩa là đến cái đất nước mà chính họ đang xâm lược mình. Đó là lúc đó thì thực dân Pháp đang xâm lược Việt Nam chúng ta,
thì bác quyết định là đến cái nước mà họ đang xâm lược mình. Bởi vì ở đó nước Pháp thì nó có một cái khẩu hiệu là tự do, bình đẳng, bác ái. Thì bác mới tìm hiểu về tự do, bình đẳng, bác ái như vậy mà tại sao đi xâm lược nước khác. Thì bác quyết định đầu tiên là đến nước Pháp để tìm hiểu, để tìm ra con đường cứu nước chân chính. Qua 10 năm, thì bác cũng đã tìm đến được cái con đường cứu nước chân chính, đó là cái bản sơ thảo về lưỡng cương chính trị của Lenin là dân tộc, vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa. Thì bác đã tìm được con đường cứu nước chân chính như vậy. Ra đi tìm được cứu nước của bác, bác đã đến với chủ nghĩa bác Lenin và bác khẳng định đây là con đường cứu nước chân chính. Và cái sự kiện đó nó cũng đã trở thành hiện thực, chứng minh qua các cái phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của đất nước chúng ta. Và khi chúng ta thành công trong con đường giải phóng dân tộc thì nó cũng là cái tiền đề cho cái phong trào giải phóng dân tộc khỏi áp bức bóc lột trên thế giới nó cũng nổ ra. Thì vừa có tính dân tộc, vừa có tính thời đại. Thì tôi thấy, theo cảm nhận của tôi thì việc ra đi tìm đường cứu nước của bác đi về hướng Tây là hoàn toàn đúng đắn. Và bác đã làm được cái hoài bão, cái mong muốn của mình là đến cái chủ nghĩa Mác Lênin và đã thực hiện được cái sự nghiệp giải phóng dân tộc cho dân tộc Việt Nam. Dạ, xin cảm ơn những nhận định vừa rồi của ông Dương Phú Hưng. Và theo Quỳnh Như nghĩ rằng trong hành trình của tuổi thanh xuân thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tìm ra con đường giải phóng cho đồng bào, cho dân tộc Việt Nam. Sự kiện ra đi tìm đường cứu nước của bác không chỉ truyền ý chí, cảm hứng, khát vọng cho thanh niên mà còn giúp thanh niên Việt Nam rút ra nhiều bài học quý báu trong cuộc sống, học tập, công tác, lao động, sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Và thưa tiến sĩ Phạm Văn Luân, thì với hành trình người đi tìm hình của nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì bài học đối với thanh niên hôm nay một cách thiết thực nhất và chân thực nhất là gì thưa anh? Nhưng chúng ta đã biết cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng có nói về Bác Hồ như thế này, tức là ông nói là học Bác Hồ là không học không sao cho hết. Cho nên học Bác Hồ là phải cốt học cái phương pháp học, cái phương pháp tiếp cận. Học từ nhân dân, học từ sách vở và học từ cái việc làm của mình. Đối với thế hệ trẻ ngày nay đó, thì theo chúng tôi, đặc biệt là với giới trẻ Bến Tre mình đó, thì cần phải quan tâm tiếp cận học tập Bác Hồ ở nhiều cái góc cạnh khác nhau, mà những cái góc cạnh đó nó tạo ra được những cái tiền đề để giới trẻ có cái sự bứt phá học theo bác, không chỉ là học về nhân cách, về đạo đức, về tư tưởng, mà học cả về trong cái quá trình tiếp cận thực tế và phát triển về mặt chuyên môn học thực. Chúng ta biết là hiện nay đó là Việt Nam chúng ta có 6 danh nhân được thế giới vinh danh, trong đó Bác Hồ là một trong những danh nhân rất là đặc biệt. Và tôi cũng đang tìm hiểu xem thử là các danh nhân mà UNESCO đã vinh danh cho đến nay đó thì có người nào như Bác Hồ. Bác Hồ là tôn vinh ở hai cái khía cạnh, hai cái góc độ. Thứ nhất là anh hùng giải phóng dân tộc, thứ hai đó là danh nhân văn hóa kiệt xuất. Đây là một cái điều mà chúng ta rất là tự hào, và tôi cho rằng là trong thời gian qua là mình đã khám phá, mình đã học tập nhiều ở cái góc độ anh hùng giải phóng dân tộc. Bây giờ là mình cần phải khám phá học tập ở cái góc độ là danh nhân văn hóa thế giới, ở một góc độ chuyên môn học thuật của Bác Hồ. Và tuy Bác Hồ là không cái thời thiếu thời của bác thì bác chỉ học là ở một mức độ nhất định, nhưng mà bác đã đi dạy ở trường Dục Thanh rồi. Do đó là theo chúng tôi đó là có ba cái vấn đề mà đặt ra cho giới trẻ mình học tập Bác Hồ. Thứ nhất là mình tìm kiếm xem thử là cái dấu ấn Bác Hồ nó ở Bến Tre mình như thế nào đó. Thì trong cái quá trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ thì có một người Bến Tre Bác Hồ đã gặp ở trên tàu, đó là kỹ sư Bùi Quang Chiêu. Ông là kỹ sư canh năng thuộc hạng đầu tiên ở Việt Nam của mình. Thì ông có đến gặp Bác Hồ, thấy Bác Hồ là tướng tá là rất là khôi ngô, mảnh khảnh không được là vạm vỡ với cái tướng tá của một người làm khu ở trên tàu. Nên ông mới nói với Bác Hồ là cháu là xem là đi học, và ông cũng hứa giúp Bác Hồ học. Thì Bác Hồ là cảm ơn, và Bác Hồ cũng không có nói gì hết. Đó, nhưng mà sau này đó là khi Bác Hồ vận động các trí thức yêu nước Việt Nam ở nước ngoài, ở Pháp về nước, thì ông Bùi Quang Chiêu đã về Sài Gòn. Đó, và là ông đã nhìn thấy được cái người mà trước đây ông khuyên đi học chính là Bác Hồ. Đó, thì tôi cho rằng đây là cũng là một cái câu chuyện mà chúng ta cần phải học tập. Cái thứ hai là chúng ta học tập ở bác
vì cái lòng nhân ái và cái sự sâu sắc. Trong quá trình tìm hiểu trong một cái diễn đàn học thuật về Triều Nguyễn thì tôi được biết là Nam Vương Hoàng Hậu là một người đã từng được Bác Hồ gửi tiền lì xì, tức là Tết năm 46 thì Bác Hồ có gửi 10.000, mà 10.000 lúc đó to, gửi cho là chính quyền của thành phố của Thừa Thiên Huế. Thì Bác Hồ nhờ chính quyền đem số tiền đó gửi cho Nam Vương Hoàng Hậu để đáp lại là cái tuần lễ vàng năm 45, thì Nam Vương Hoàng Hậu là người đã đem hết tất cả dòng vàng, những gì quý giá nhất của mình ủng hộ cho cách mạng, mua vũ khí để chống Pháp. Thì Bác Hồ Tết năm 46 Bác Hồ đã gửi 10.000 cho Nam Vương Hoàng Hậu. Thì những cái câu chuyện như thế thì tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải tìm hiểu sâu hơn, chứ không phải là như những câu chuyện mà chúng ta đã nghe. Thì như vậy thì là giới trẻ mới nhìn, mới thấy được cái hứng thú và mới thấy được là cái giá trị, cái tư tưởng, cái bài học của Bác Hồ là nó rất là rộng, và nó càng tìm hiểu, càng học thì càng sâu, càng sáng, càng mở ra cho mình những cái hướng đi mới. Hoặc là trong cái câu chuyện mà Bác Hồ ở Bến Tre mình, tôi thấy là còn thời hiện đại hiện nay gần đây nhất là những năm 98 tới năm 2000, ở Bến Tre mình có cái câu chuyện về cây bưởi Bác Hồ ở Bến Tre. Rất tiếc thì hiện nay hình như là cũng không còn nhiều lắm, nhưng mà nó gắn liền với nhà giáo ưu tú thầy Phan Ngọc Đằng, nguyên là hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Bến Tre. Thì chúng tôi cũng cùng với thầy là thực hiện cái hành trình để đưa cây bưởi Bác Hồ từ Sóc Sơn, Hà Nội về trồng được ở Bến Tre. Và qua cái câu chuyện này cho thấy rằng là người dân Bến Tre của mình rất gần với Bác Hồ, và học Bác Hồ thì chúng ta phải học được không phải là những cái người ta đã tổng kết, đã định hình những cái bài học đó là đương nhiên ta học, nhưng mà học ở những cái cách tiếp cận, ở cái cách mà Bác Hồ đã để lại cho hậu thế sau này, những cái bài học mà chúng ta có thể là tiếp biến, tiếp bước để thực hiện được cái hoài bão của Bác, là làm sao cho đất nước chúng ta phải đàng hoàng hơn, phải to đẹp hơn. Dạ, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của tiến sĩ Phạm Văn Luân. Quý khán giả thân mến, cách đây hơn một thế kỷ, để đáp ứng yêu cầu đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành đã quyết chí ra đi tìm đường cứu nước. Ngày nay, trong điều kiện đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, với vị thế cơ đồ, tiềm lực uy tín ngày càng lớn mạnh, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng và Bác Hồ lựa chọn đang ngày càng sáng rõ. Thanh niên Việt Nam cần tìm con đường học tập, lao động, rèn luyện, lập thân lập nghiệp để góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng và bảo vệ đất nước Việt Nam phồn vinh hạnh phúc. Con đường mà Bác Hồ đã đi tìm 112 năm trước từ bến cảng Nhà Rồng, được trao truyền đến thế hệ trẻ ngày nay để thực hiện sứ mệnh cao cả là đưa đất nước tới bến thành công, phồn vinh, hạnh phúc. Nhớ ơn Bác và học tập Bác, mỗi bạn trẻ cần nỗ lực hơn trong tự rèn luyện, không ngừng sáng tạo, phấn đấu vì một Việt Nam hùng cường như tâm nguyện và khát vọng cháy bỏng của người lúc sinh thời. Quý khán giả thân mến, luận cương của Lenin theo người về quê Việt, biên giới còn xa nhưng Bác thấy đã đến rồi. Kìa bóng Bác đang hôn lên hòn đất, lắng nghe trong màu hồng hình đất nước phôi thai. Dân và thơ Chế Lan Viên đã khái quát toàn bộ hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu bằng hình tượng thơ rất xúc động. Bài thơ là lòng biết ơn sâu sắc của toàn dân tộc Việt Nam đối với người đã tìm lại hình đất nước. Và với đoàn kết vào cảm xúc đó, Quỳnh Như nghĩ rằng cũng sẽ là thông điệp thật ý nghĩa để khép lại buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và xin được cảm ơn hai vị diễn giả đã dành thời gian để đến tham dự buổi tọa đàm ngày hôm nay. Và xin chúc hai vị diễn giả sẽ có nhiều sức khỏe cũng như là nhiều niềm vui hơn nữa trong cuộc sống. Quý khán giả thân mến, Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre sẽ thực hiện chuỗi chương trình tọa đàm Chủ tịch Hồ Chí Minh, người là niềm tin thất thắng ở kỳ tiếp theo trong tháng 6 năm 2023. Sẽ là kỳ tọa đàm với chủ đề Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Trân trọng kính mời quý khán giả đồng hành cùng chương trình. Thay mặt những người thực hiện chương trình, Quỳnh Như xin thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình kỳ sau.